Phân ưu, Ban Thường vụ Hội đồng Trung ương Hướng đạo Việt Nam nhận được tin buồn, thân mẫu của các trưởng Hoàng Ngọc Châu, Hoàng Thống Lập và Hoàng Ngọc Hòa là bà quả phụ Hoàng Ngọc Túy, nhũ danh Hoàng thị Hồng Hoa, pháp danh Nguyên Luyện, đã tạ thế ngày 8 tháng 5 năm 2019 tại Berry, Florida, hưởng thượng thọ 100 tuổi ban thường vụ hội đồng trung ương hướng đạo việt nam xin thành kính phân ưu